chào toàn thể các bác. Ở đây thì em vừa mới lên xong một bộ khấu hình F2500 Pro được nhập khẩu chính hãng TAP để chuẩn bị lên đường đi bẹt giao cho anh Hà tại Ninh Bình. Tổng giá trị của bộ dàn ngày hôm nay là 25.500.000 đồng, đã bao gồm toàn bộ chi phí lắp đặt tại nhà cũng như là dây dắt kết nối. Đặc biệt bộ dàn ngày hôm nay thì bên em đã hỗ trợ bằng kèm anh bộ micro không dây DT22 được nhập khẩu chính hãng TAP đang có giá là 2.200.000 đồng. 20.500.000 đồng thì bên em đã hỗ trợ đầy đủ chi phí lắp đặt tại nhà cho bác nhé. Hiện tại thì đang trong quá trình test qua chất âm và rồi chuẩn bị lên đường đi bàn giao và lắp đặt cho anh. Phiên bản F2500 Pro cũng đang được hỗ trợ chương trình giảm giá từ 6.500.000 đồng xuống chỉ còn 5.100.000 đồng. Dòng lắp bát 30, 2 chung, 2 chấp giấy và 1 chấp kèn. Phiên bản này thì được thiết kế khá là sang trọng với vỏ thùng toàn bộ là vân gỗ tự nhiên. Mặt trước là một mặt sơn đen nhám với những phần ốp mạ vàng trên bát chung và chép. E-găng bằng vải lụa có logo của EAB. Trên tất cả những sản phẩm nhập khẩu chính hãng TAP thì luôn luôn có tem chống hàng giả, trong đó có mã QR, trang web và logo của công ty và kết hợp với đẩy liền vang số DAC-X36. Hiện tại trong thời điểm này thì khi các bác mua phiên bản đẩy liền vang số DAC-X36 này thì bên em sẽ hỗ trợ tặng kèm bộ mic DT22. Phiên bản này đang có giá là 9 triệu đồng tặng kèm mic DT22 nhá. Nhưng bác nào mà không lấy mic thì sẽ được chiết khấu trực tiếp vào sản phẩm còn 6.800.000 đồng. Đối với cái dòng đẩy liền vang số này thì đây hiện tại là một trong những cái mẫu model mới nhất năm 2023, 9 triệu đồng. Phiên bản này thì nó sẽ xử lý chất âm hay hơn và giúp hỗ trợ những bộ dàn âm thanh, bộ dàn karaoke tại gia đình nhà các bác, cho ra cái tín hiệu đường truyền chân thực hơn này, chi tiết hơn và giúp các bác có những cái trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng những dòng sản phẩm khi kết hợp từ phiên bản đẩy liền vang số DAC-X36 với những thiết bị loa súp hay là những dòng thiết bị mic micro không dây tại gia đình nhà các bác. Cuối cùng là phiên bản súp bát 40 150 Pro. Phiên bản này đang có giá là 4.6 triệu. Dòng súp bát 40 công suất max là 1.500W, bản nâng cấp của 150S. Tem chính hãng này, tem niêm phong bảo hành. Nói về chế độ bảo hành của những dòng súp TAP thì đều được hãng bảo hành trong vòng 2 năm và hỗ trợ bảo hành trọn đời. Chế độ bảo hành khá là cao. Những cái chương trình rất là tuyệt vời để gửi đến tất cả các bác. Đối với bộ cấu hình ngày hôm nay để chuẩn bị lên đường để lắp đặt cho anh Hà thì em sẽ làm một chương trình để kỷ niệm anh. Chúc anh và gia đình có những cái trải nghiệm cực kỳ là tốt, thật là tốt khi sử dụng những sản phẩm của EAB. Bác nào có nhu cầu quan tâm muốn đặt hàng và tìm hiểu kỹ hơn và tham khảo về những bộ cấu hình combo tại Hoàng Hà có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo số điện thoại 0967 345 155. Bây giờ thì các bác có thể đeo tai nghe vào để có thể cảm nhận và trải nghiệm chi tiết nhất và rõ nhất về chất lượng và về chất âm của bộ dàn ngày hôm nay chuẩn bị lên đường gửi đến cho anh Hà nhé.